chơi nói từ không? Vô trận. Trận chiến. Chiến thắng. Thắng giải. Giải bất phương trình 2 trừ x mũ 2 cộng 3 x lớn hơn hoặc bằng 9 phần 7. Kế bên cái tivi chính là cái khu vực chị để đồ skincare. Đâu đồ skincare đâu? Nè. BHA đó. BHA này ăn được cưng. Nè, cưng ăn thử mỗi thứ một trái đi, ngày mai cái mặt cưng một ề mụn liền. Chào mừng mọi người đến với series Sao Công Nghệ, một chương trình khám phá và thử thách khả năng am hiểu công nghệ đỉnh cao của các tài năng trẻ. Và người hôm nay chúng ta khám phá đó chính là chị Kano. Chị dậy chị. Ngồi dậy có mất lịch sự quá à dậy. Chơi nói từ không? Vô trận. Trận chiến. Chiến thắng. Thắng giải. Giải bất phương trình 2 trừ x mũ 2 cộng 3 x lớn hơn hoặc bằng 9 phần 7. Cái gì vậy, bị điên hả? Ủa? Rồi sao mày vô được nhà tao hay vậy? Rồi gì vậy, tự nhiên sáng sớm qua kêu người ta chơi nói từ rồi giải bất phương trình rồi. Thôi được rồi. Rồi lời chị không giải được sao chị mở mắt chị nhìn đời? Chị không giải được rồi, người ta nói chị suy rồi đạo đức rồi sao? Chị, có máy quay kìa. Chị xin lỗi, nãy giờ tụi em tranh luận mà không có gì đâu. Dạ, thì đó, hôm nay em dẫn mọi người đi qua khám phá kem penthouse 10 tỷ mà chị mới mua đó. Chị đã sẵn sàng rồi, bây giờ hãy cùng chị đi khám phá nha. Get go! Nguyên cái cơ ngơi này là chị phải tích góp 10 năm mới mua được đó cưng. Thôi bây giờ mình ra từ ngoài cửa mình đi vô lại nha. Thấy nhà bé chị có khang trang không? Nhưng mà nó hơi trống trải. Tại chị biết bữa nay em qua cho nên giấu hết đồ ăn rồi, khỏi tìm. Đây là cái tivi nhà chị nè. Sang xịn mịn không? To quá ta. Kế bên cái tivi chính là cái khu vực chị để đồ skincare. Đâu đồ skincare đâu? Nè. BHA đó. BHA này ăn được cưng. Nè cưng ăn thử mỗi thứ một trái đi, ngày mai cái mặt cưng một ề mụn liền. Nó đẩy mụn tốt lắm. Rồi, còn bên đây là khu vực chị để một số mùi nước hoa yêu thích. Em thích nước hoa lắm, đâu nước hoa đâu? Nè, hiểu chị? Hiểu KD. KD là cái gì? Khuynh Diệp. Còn đây là cái ban công của chị, nơi chị giải quyết một số nỗi buồn của chị. Mỗi buổi chiều chị ngắm thành phố chiêu chiêu ngoài đây nè. Sẵn cái không gian này, chị có thể kể cho em với mọi người một vài cái nỗi buồn không hoàn kết của chị được không? Nhỏ này hay hỏi cắt cớ quá. Thôi được rồi. Em nhớ mà cái lúc mà chị nghèo nhất không? Cái đợt đó chị buồn tha thiết, chị buồn da diết, chị buồn mà chết lên chết xuống, chị buồn lên bờ xuống ruộng luôn cưng. Cái tự nhiên chị thọt tay vô túi, chị móc ra được tờ 10.000 mà chị bỏ quên rồi đâu. Cái tự nhiên chị vui lại, vui quá trời vui luôn. Cái chị chợt nghĩ, ủa sao là tờ 10.000 mà không phải tờ 100 đô? Cái chị buồn trở lại em, buồn quá trời buồn luôn. Cái chị chợt nghĩ, mình làm gì có nổi tờ 100 đô mà mơ với ổng. Cái chị vui trở lại em. Tự vực dậy luôn. Tự vực dậy luôn. Cái chị tự suy nghĩ là trời đất ơi, sao chị nghèo dữ vậy em. Cái chị buồn tiếp. Đó cứ vậy hoài mà lật qua lật lại tới sáng luôn đó. Còn đây là không gian phòng ngủ của chị. Nãy em vô rồi em biết rồi mà kể hoài vậy. Mày biết cái phòng ngủ rồi nhưng mà mày chưa biết sự tích cái đèn ngủ của chị. Thì kể mới biết chứ không kể sao biết. Ngày xưa chị còn dưới quê á. Sao? Có anh kia anh đẹp trai lắm. Nghe nhìn mơn mởn à. Đôi mắt ngớt hồn. Hút hồn chị. Hết hồn là đôi mắt ma mắt quỷ hay gì hết hồn. Đôi mắt hút hồn. Đúng rồi. Cho nên chị mê nhất luôn. Đôi mắt ảnh chưa gì em biết rồi. Cặp giò ảnh. Cái gì vậy? Cặp giò ảnh săn chắc lắm cưng. Rồi. Mỗi lần nhìn thấy cặp giò ảnh là con tim chị nó rộn ràng à. Trời. Lần đó chị lấy hết sức bình minh. Bình sinh chị, bình minh ngủ dậy mai mới thấy. Hết sức bình sinh. Đúng rồi. Chị tỏ tình với ảnh. Trời ảnh nói sao? Đó. Cái ảnh mới viết cho chị tờ giấy ảnh quăng qua chị. Chị mở ra chị đọc. Tối nay em có rảnh không? Rảnh giao hỏi nha. Anh nó cũng kỳ ghê. Rảnh giao ngã là cống rảnh rồi đó chị ơi. Nghỉ đi, nghỉ luôn đi. Cái gì tự nhiên vậy? Cái gì mà một câu hai câu cái sửa lưng ta lần. Ai mà còn hướng kể chuyện nữa. Xin giới thiệu với em, đây là bàn làm gì của chị. Đây là cái dàn máy của chị. Chị dùng để chị trả lời email với khách hàng nè. Chị để dựng phim nè. Chị giải trí nè. Chị coi phim nè. Ê, chắc là chị coi nhiều phim lắm hả? Thấy chị mập không? Thấy. Là do coi nhiều phim đó. Tưởng chị ăn nhiều. Say what? Không, mập, mập coi phim mập. Chị phải coi nhiều phim để chị có ý tưởng chị với kịch bản. Em sao vậy? Chị coi nhiều lắm. Chị coi từ phim Mỹ, phim Hàn, phim Canada, phim Campuchia. Chị coi hết. Ê,
hay sẵn á, chị kiếm cho em cái phim này đi. Trời ơi, bữa em kiếm hoài mà không ra. Ok, chờ chị xíu. Chị mở máy là chị kiếm cho em liền nè. Rồi cái phim sau nói chị nghe coi. Cái phim đó nội dung á là nó có cục đá nha. Có cục đá. Cục đá. Rồi có gì nữa? Có lại có à, có con nhỏ đó với ông đó yêu nhau. Hai người yêu nhau. Ừ, hai người. Hai yêu người nhau. Yêu nhau. Rồi có gì nữa cưng? À rồi á, hai người ông đó với con nhỏ đó yêu nhau rồi bóc cục đá. Hai người đó chết hả? Không, tự nhiên chết rồi. Bóc cục đá rồi đứng dậy tiếp tục yêu nhau. Chị kể cục đá làm chi? Thì tự nhiên em nhớ cục đá, em kể cục đá. Ờ chị xin lỗi. Coi như bây giờ mình bỏ cục đá qua bên đi nha. Rồi coi như là đứng dậy tiếp. Rồi câu chuyện tiếp tục làm sao nè? Là ý là ông đó với con nhỏ đó yêu nhau rồi có hôn nhau nữa. Thì đúng rồi. Ai yêu nhau không hôn nhau? Chúng lại yêu nhau dẫn nhau đi làm móng. Rồi cái kết làm sao? Cái kết là hai người đó chết. Thôi dẹp luôn đi, cho tìm tới sáng á. Tự nhiên hai người đó yêu nhau dắt cục đá té đứng dậy xong rồi hung nhau mà chết. Bà nội tao tìm cũng không ra nữa. Thì tự nhiên không kiếm được thôi, tự nhiên quạo. Ê, mà qua nhà chị em mới để ý á. Em thấy hả là mỗi ngày chị chỉnh một đống hình. Rồi mỗi ngày chị đều ra clip nữa. Ê, tính là chị dựng cũng nhanh đó nha. Nè, bí quyết chị nè. Hồi đầu tháng chị mới đổi nguyên một dàn máy Gigabyte với CPU Intel Core i9 thế hệ 12 mới đó cưng. Nó nhanh dữ lắm luôn, nó nhanh còn hơn tốc độ chị chửi mà. Ê, vậy là tính ra nó nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng rồi đó. Em nhớ ngày xưa chị lúc nào cũng đi trễ hết. Hẹn 8 giờ mà 8 giờ 30 chị còn ở nhà chị xuất file đó. Thì đó, cái nết ghét ghê. Còn bây giờ? Chị vẫn đi trễ nha. Không, tại cái máy làm việc đã quen. Nhanh nó trơn tru quá, chị khoái, chị quên mất thời gian, hiểu không? À, ý là đam mê công việc á hả? Đúng. Còn á, bây giờ quay bằng mấy cái máy cơ bây giờ nè. Sụt nó nặng á, bỏ vô đây dựng trơn tru luôn. Nice. Nặng của chị thì sao? Nặng hơn chị dựng vẫn trơn tru. Tới nỗi mà chị dựng phim xong nha, chị còn thời gian chị dựng chuyện chị nó xấu em mà. Ê, kỳ nha chị. Chị giỡn á. Giỡn không vui. Thôi đừng giỡn nè. Còn một điều chị rất là ưng về cái dàn máy này nữa. Cái gì nữa? Ai mà xài máy tính là đồng cảm với chị liền. Bình thường mình làm việc mình mở 5-6 tab phải không em? Đây nè, như chị nè. Đây, một tab chị tìm kiếm nè. Một tab chị dựng phim nè. Rồi một tab là chị coi phim nè. Một tab là chị viết kịch bản nè. Một tab chị coi báo, chị đọc báo nè, thấy không? Bộ xử lý Intel Core i9 thế hệ 12 mới. Đó, bình thường mấy cái máy khác là nó đứng rồi. Đúng rồi đó. Còn cái máy này nó trơn tru. Ghê vậy ta. Ê, mà cái máy này nó có hay như chị nói không vậy? Không ấy, mở ra em coi trong có gì vậy? Ok, để chị gọi anh kỹ thuật lên mở ra cho em coi nha. Có anh kỹ thuật luôn. Trời ơi, chị khoe của là chị chuẩn bị hết á. Đây, sau khi anh kỹ thuật bung hết phụ tùng của chị ra. Cái gì? Không, phụ tùng của cái máy. À. Đó, thì đây là tất cả để trên bàn nè, chị chỉ em nha. Điểm nhấn men ROG Z690DDR5 hỗ trợ tối đa CPU thế hệ mới nhất và mạnh nhất như Intel Core i9-12900K, hỗ trợ RAM thế hệ mới nhất DDR5 với 4 khe NVMe 4.0M2 tiên tiến thế hệ mới cho khả năng nâng cấp mạnh mẽ. Các giải pháp tản nhiệt tiên tiến nhất của Gigabyte cũng đã được áp dụng trên sản phẩm ROG, đảm bảo được tính thẩm mỹ và hiệu suất tản nhiệt cho men. Công nghệ Direct Touch HeatPi 2 sẽ góp phần đảm bảo tính ổn định của hệ thống trong suốt quá trình làm việc. Hỗ trợ update BIOS thông qua công nghệ Q-Flash, không cần CPU, VGA và RAM. Hey, chị xin giới thiệu với em con chip Intel Core i9 thế hệ 12 mới nhất. Nhỏ nhẹ hả? Nhỏ xíu vậy luôn. Nhỏ gì mà đỉnh vậy? Ừ, đó, chị lắp vô cho em coi nha. CPU thế hệ 12 Intel Core i9-12900K là thành phần cho những bộ siêu PC gaming và sáng tạo nội dung trong tương lai. Sở hữu kiến trúc line độc đáo với 16x24 luồng, hỗ trợ RAM DDR5 và kết nối PCI 5.0 với xung nhịp mặc định ở mức 3.2 GHz, có thể tăng lên đến 5.2 GHz và công nghệ phân luồng Hyper Threading. Intel Core i9-12900K đem lại hiệu quả xử lý vượt trội với các tác vụ từ nhẹ đến nặng như render, AI, gaming. Bộ xử lý Intel Core i9-12900K hứa hẹn đạt đến tầm cao vượt trội về hiệu suất đa luồng cho các game thủ hạng nặng và những người làm sáng tạo chuyên nghiệp. Đó, chỉ gắn sơ hai con ốc thôi. Còn những cái phần còn lại để chị mời anh kỹ thuật vô gắn giùm chị. Mà chị hết biết gắn rồi hả? Xong rồi nè. Wow, tháo lắp đơn giản quá chị. Mà con chip Intel thế hệ 12 mới này đã ha. Không ấy, cho em này đem về nha. Khôn như em quê chị đầy. Vậy hả? Bây giờ em muốn xin con chip phải không? Chị chỉ cho cách. Trời, có cách xong nói sớm. Chẳng những lấy được con chip mà lấy được nguyên một dàn PC xịn sò này luôn. Wow, sao? Sẵn đây, chị chia sẻ với em với mấy bạn khán giả luôn. Đó là Intel đang có cuộc thi Intel
Chị ngậm gì trong họng chị vậy? Đâu có ngậm gì đâu hả? Sao nói gì không nghe gì hết trơn vậy? Tại chị không có rành tiếng Anh á, chị nói ra chị sợ mang nhục. À là không biết tiếng Anh á hả? Không, mấy chị nói từ từ là cho em nghe rồi không? Bây giờ chị nói rõ ràng lại một lần cho em nghe thôi nha. Intel Inside Check 2022. Có nhiêu đó thôi mà nói cũng không được nữa. Mấy em chỉ cần bó hình ảnh hoặc là video chụp chung với dàn PC hoặc là laptop có trang bị chip Intel và kể điểm yêu thích về dàn máy đó là đã có cơ hội nhận được giải thưởng rồi. Wow, đơn giản vậy ta. Chị ơi, đóng tiền nhà tháng này đi, chị thiếu 4 tháng rồi đó. Thuê nhà mà thiếu lâu quá vậy. Ủa chị, thuê nhà? Sao chị nói căn này chị tích góp 10 năm chị mua được? Thì chị mua. Chị nói thiệt không? Chị nói thiệt. Nói thiệt sao mắt giật giật? Có giật đâu. Đó, đang giật luôn kìa. Thôi mở cái này về giùm tao đi. Ở chơi lâu quá rồi đó, về đi. Về tham gia cuộc thi đi. Được giải thưởng là nhớ rửa cho chị. Nhưng mà nhà này thì chị thuê hay chị mua? Thuê là nói thuê nha, mua là nói mua. Không có thuê mà nói mua nha, không có được nói xạo như vậy. Đi. Vậy là series Sao Công Nghệ đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và mọi người đừng quên tham gia chương trình Intel Inside Check tại fanpage Intel Việt Nam để xin những phần quà cực kỳ giá trị nhé.